Xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel. Tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Thất bại là mẹ thành công. Đó là câu châm ngôn rất quen thuộc mà hầu như ai cũng biết. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại coi Trump đã học được những gì sau những thất bại của ông. Bài viết từ báo The New York Times với tựa đề Chúng ta không thể không truy tố Trump của Charles Blow được đăng ngày 24 tháng 7 năm 2022 do Bùi Như Mai Dịch. Tất cả chúng ta đều rút ra được các bài học từ sự thất bại. Những sai lầm của chúng ta sẽ là cầu nối cho những thành công sau này. Thất bại đã dạy chúng ta điều gì hiệu quả và điều gì không nên làm. Để lần sau chúng ta tập trung ý chí và cố gắng thì chúng ta sẽ thành công nhưng những kẻ vô đạo đức cũng học hỏi nhiều từ thất bại của họ và thật không may mắn chúng ta có donald trump toàn bộ cái sự nghiệp chính trị của ông là luôn đi thử thách cái rào cản về những yếu điểm của nền dân chủ mỗi khi cái rào cản bị đổ là trump lại thành công hơn một chút và cứ như vậy ông đã thành một tay chính trị gia sát thủ giỏi hơn khi mà cái loạt điều trần về cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 kết thúc đó quý vị thì tôi tức là tác giả cái bài này đã thấy rõ ràng hơn bao giờ hết là Trump nên bị truy tố với hàng loạt tội phạm nhưng tôi không phải là công tố viên tôi không thuộc bộ tư pháp và bộ tư pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các tội phạm cấp liên bang mà Trump đã vi phạm các câu hỏi đặt ra cho Bộ Tư pháp không phải chỉ là các bằng chứng có đủ để buộc tội Trump hay không, mà câu hỏi là đất nước này rồi có thể chịu đựng nổi các vết nhơ của một cựu tổng thống đã bị truy tố vì phạm tội đại hình hay không? Tôi muốn xoay lại cái câu hỏi như thế này nè. Liệu đất nước không thể không truy tố Trump không? Tôi tin câu trả lời là không, không thể không truy tố Trump. Trump đã học được từ những thất bại của mình và hiện giờ ông đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thế Trump đã học được những gì? Trump đã biết rằng à, hệ thống chính trị không có khả năng bắt ông phải chịu trách nhiệm. Trump có thể đi đe dọa một quốc gia nào đó vì lợi ích chính trị mà không bị cách chức. Trump có thể kích động một cuộc đảo chính và cũng không bị cách chức. Trump biết được rằng nhiều người trong số những người ủng hộ ông á, kinh thường coi rẻ phụ nữ và bao nhiêu phụ nữ đã buộc tội ông về chuyện xâm phạm tình dục cũng không thành vấn đề vì các người ủng hộ ông cuồng nhiệt bao gồm cả một số đông phụ nữ cũng đã bỏ qua cho ông. Ông còn hoanh hoang trên cái đoạn băng được ghi âm uh, được ghi âm lại đó khi ông khoe khoang về việc tình dục bỉ ổi với phụ nữ và rồi những người ủng hộ vẫn cho đó là chuyện bình thường. Ông đã học được rằng chức vụ tổng thống là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời ông để ông đi bịp bợm. Quý vị biết không, trong nhiều thập niên rồi đó, ông ta đã đi bán những cái uh, thứ mà hào nhoáng, mạ vàng lộng lẫy cho những kẻ khờ dại cả tin, chẳng hạn như là các khách sạn và sân gôn hoành tráng, bò bít tết và rượu vodka. Nhưng với chức vụ tổng thống đó thì ông chỉ cần bán nước miếng, dối trá về chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng tôn và hù dọa về chuyện quyền lực da trắng càng ngày càng bị yếu kém. Và rồi sao? Thì dân ủng hộ sẽ vui vẻ hân hoan cúng cho ông hàng triệu đô la. Tại sao lại phải cực khổ đi xây một tòa nhà trong khi chỉ cần phịa ra một câu chuyện thần thoại nhỉ? Trump sẽ không bao giờ từ bỏ cái công việc nhàn nhã này đâu. Hiện giờ đó, với những điều tra về Trump trong cuộc bạo loạn về những chuyện ông cố làm để đánh cháo cái cuộc bầu cử, thì Trump lại một lần nữa có bài học từ những thất bại của mình. Trump học rằng đó, với lòng trung thành của các bộ hạ phải tuyệt đối hơn nữa. Trump học rằng phải ra sức để nắm quyền lực và phải bắt đầu ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống chứ không phải đợi đến khi nó kết thúc. Trump đã học rằng quá dễ để có thể phá vỡ cái hệ thống chính trị của đất nước. Trump không phải tự nhiên khi ông muốn ra tái tranh cử tổng thống đâu. Báo New York Times đưa tin rằng đó, ông có thể tuyên bố ra ứng cử ngay trong tháng này một phần để đánh lạc hướng khi sự thật được phơi bày từ các cuộc điều tra về chuyện ông cố gắng bám lấy cái quyền lực sau khi thất cử năm 2020. Chả có gì đáng ngạc nhiên khi Trump không có khả năng đưa ra bất kỳ chính sách cụ thể nào cho đất nước. Cái ham muốn giành lại quyền lực của ông chả liên quan gì đến sự thịnh vượng của đất nước. Trump chỉ muốn tư lợi một cách chơi chẽn, chân cháo Ông muốn cái ghế tổng thống là vì quyền lực của nó và vì nó sẽ bảo vệ ông không bị quy tội là vô trách nhiệm và là công cụ tốt để ông kiếm tiền. Nếu Trump tái đắc cử thì cái nhiệm kỳ thứ hai của Trump này sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên. Lúc đó Trump sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn tất cả những phụ tá ở quanh ông. Mike Pence là người trung thành, nhưng cuối cùng đã không hoàn toàn nghe theo lời ông bill ba cũng vậy trump sẽ không phạm sai lầm nữa vì ông sẽ không dùng những tay thân cận vây quanh ông mà luôn nghi ngờ quyền lực của ông một số nhân viên cấp thấp đã thể hiện lòng trung thành với đất nước hơn là với trump trong các cuộc điều tra này và họ cũng là một trở ngại đối với ông nhưng trump cũng có thể đã có một giải pháp cho chuyện đó rồi Cơ quan truyền thông Axios đã báo cáo vào hôm thứ Sáu rồi đó là các đồng minh hàng đầu của Trump đang lên kế hoạch để chuẩn bị chấn chỉnh lại hoàn toàn cái chính phủ liên bang nếu Trump tái đắc cử. Họ sẽ sa thải hàng ngàn công chức có khả năng và đưa những người trung thành với Trump và theo chủ nghĩa America First, tức là nước Mỹ trên hết vào các vị trí quan trọng cũng theo Axios thì chiến lược này liên quan đến việc Trump sẽ sử dụng lại cái sắc lệnh hành pháp là Schedule F là sắc lệnh mà nhân viên liên bang sẽ không còn được bảo vệ nữa và Trump có quyền sa thải họ mà họ không được không kháng cáo được. Và vì thế Trump sẽ có toàn quyền bổ nhiệm lại hàng chục ngàn nhân viên liên bang theo ý của ông để thi hành chính sách của ông. Tuy nhiên có lẽ điều nguy hiểm nhất mà Trump đã học được là các tổng thống không dễ gì bị truyết phế và rất khó để nhốt họ vào tù nếu một tổng thống làm bậy mà không bị trừng phạt thì tổng thống sẽ tiếp tục làm bậy bất chấp các giá trị dân chủ của đất nước này một Donald Trump không bị truy tố là một Donald Trump tự do muốn làm loạn gì cũng được một số người cho rằng đó, khi truy tố một cựu tổng thống sẽ làm thay đổi nền chính trị của cái chức tổng thống mãi mãi. Nhưng tôi phản đối lại lý luận đó. Vì nếu không truy tố tổng thống thì như vậy sẽ đe dọa sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống chính trị. Và đó là đất nước. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của ông Charles Blow trên báo The New York Times trong cái cuối tuần vừa rồi đó thì ban biên tập của báo The Wall Street Journal đã đưa ra một bài nhận định lên án Trump. Wall Street Journal là một tờ báo bảo thủ mà chủ của nó là gia đình Murdoch cũng là chủ của đài Fox, đài TV Fox, hệ thống truyền thông Fox và báo lá cải New York Post. Toàn bộ các cơ quan truyền thông này là ủng hộ Trump rất là mạnh. Và sau đây là bài nhận định về Trump của báo The Wall Street Journal sau các buổi điều trần được đăng ngày 22 tháng 7 năm 2022 do buổi như mai lược dịch. Ngay cả khi bạo loạn đang xảy ra ở Điện Capitol thì Trump đã không kêu gọi những người ủng hộ ông hãy dừng lại. Bất kể quan điểm của bạn về Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 ra sao, nhưng những sự thật mà cái ủy ban này đưa ra trong các phiên điều trần rất là đúng đắn trong cuộc điều trần hôm thứ năm vừa rồi đó tức là buổi điều trần lần thứ tám về hành vi của Trump khi mà bạo loạn đang diễn ra và điều kinh hoàng nhất cho đến nay mà chúng ta biết là Trump chỉ ngồi xem TV rồi gửi ra các tweet kích động thêm và nhất định không ra lệnh cho quân đội đến để dẹp bạo loạn ngay sau khi mà Trump kêu gọi những người biểu tình tuần hành đến điện Capitol đó, thì ông đã được báo cáo là bạo loạn đã xảy ra. Vào khoảng 1 giờ 30 chiều, Trump đi qua phòng ăn. Ông ở lại cho đến 4 giờ chiều và không có một tường thuật chính thức về những gì ông đã làm trong khoảng thời gian đó. Và nhiếp ảnh gia chính thức của Tổng thống được cho biết là không được chụp hình Tất cả mọi người trong cái làng MAGA đã nhắn tin cho tránh văn phòng Mark Meadows rằng Trump cần phải lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ mình hãy dừng bạo loạn. Cố vấn White House là ông Pat Cipollone đã khai rằng ông đã to tiếng với các cố vấn và phụ tá là tổng thống cần phải đưa ra một tuyên bố thật nhanh rằng mọi người cần phải rời điện Capitol phải giải tán. Ông nói thêm rằng ông Mark Meadows và con gái là Ivanka cũng yêu cầu Trump ra tuyên bố. Rồi đến 2 giờ 3 phút đó, thì điện Capitol đã bị dân bạo loạn tràn vào bên trong. Ủy ban 6 tháng 1 đã cho phát một đoạn băng ghi âm từ nhóm giữ an ninh bảo vệ cho phó tổng thống Mike Pence như sau. Tôi ở dưới đây nè, chỉ cách có 5 feet với đám bạo loạn ở trên kia. Rồi một giọng nói khác cảnh báo là nếu chúng tôi mất thêm thời gian thì chúng tôi không thể có khả năng chạy trốn khỏi nơi đây. Rồi đến lúc 2 giờ 24 phút, Trump tuyết ra rằng Pence không đủ can đảm để ngăn chặn việc kiểm phiếu của cử tri đoàn. Rồi đến 2 giờ 26 phút, Pence đã được di tản khỏi văn phòng của Phó Tổng thống ở Điện Capitol. Quý vị nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đoạn đường từ văn phòng của Phó Tổng thống đã bị bạo loạn chặn lại? Liệu cái đám bạo loạn có sẽ làm hại Pence hay không? Và nhân viên an ninh mà bảo vệ Phó Tổng thống có sẽ nổ súng không? Rồi đến lúc 2 giờ 38 phút đó, thì Trump lại tuyết ra là các bạn hãy ủng hộ cảnh sát Capitol và cơ quan công lực. Họ thực sự đứng về phía đất nước của chúng ta các bạn hãy dáng giữ ôn hòa. Cô Sarah Matthews là phụ tá tham vụ báo chí tại White House đã nghĩ rằng Trump đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Rồi đến mãi đến 4 giờ 17 phút, Trump mới post một video yêu cầu những người bạo loạn giải tán. Đồng thời, ông ta vẫn biện minh cho những chuyện họ đã làm vì ông nói đây là một cuộc bầu cử gian lận những người phê phán ủy ban hạ viện này đã đúng vì họ cho rằng nó thiếu sự quân bằng chính trị và ủy ban đang cố gắng chứng minh đây là một vụ án hình sự nhưng có thể khó chứng minh được và có thể điều này sẽ làm chia rẽ đất nước tuy nhiên sự thật phũ phàng vẫn luôn còn đó trump đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp và ông có trách nhiệm là tổng tư lệnh và phải bảo vệ quốc hội mà đám côn đồ đã tấn công là do ông kích động. Trump đã từ chối trách nhiệm đó. Ông đã không gọi quân đội đến để giải cứu và giữ trật tự. Ông cũng đã không gọi cho Pence để coi Phó tổng thống có an toàn hay không, mà Pence là người đã trung thành với ông. Thay vào đó, Trump đã khuấy động cho đám côn đồ nổi giận và kích động bạo loạn. Đã 18 tháng rồi mà Trump không hề ăn năn hối lỗi. Hôm thứ Năm, Trump tuyên bố là ông đã được minh oan bằng dự luật Electoral Count Act tức là đạo luật đếm phiếu của cử tri đoàn. Trump đã viết như sau Mike Pence đã nói với tôi và tất cả mọi người là ông ta không thể làm gì hơn được trong việc kiểm phiếu của cử tri đoàn. Nếu vậy tại sao đảng Dân Chủ và dân uh, Rhino, tức là Cộng Hòa uh, Giả Hiệu đó lại đang lại phải đang làm luật để bảo đảm rằng vai trò của phó tổng thống sẽ không làm gì hơn được ngoài việc đếm phiếu của cử tri đoàn. Tư cách con người được thấy rõ qua cuộc khủng hoảng này và Pence đã làm tròn trách nhiệm vào ngày 6 tháng 1, còn Trump thì không. Ông hoàn toàn thất bại làm tròn nhiệm vụ của mình. Kính thưa quý vị, đó là ý kiến của ban chủ biên báo The One Street Journal về Trump. Cũng tương tự, Báo lá cải The New York Post cũng là báo ủng hộ Trump mạnh mẽ và cũng thuộc uh, gia đình Murdoch. Báo lá cải này có cả triệu triệu dân cùng Trump đọc và báo này đã viết như sau vào ngày 22 tháng 7. Điều Trump quan tâm duy nhất là tìm bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa mà ông không cần biết hậu quả của nó sẽ ra sao không có lời giải thích nào cũng như không có lời bào chữa nào cho việc Trump từ chối không kêu gọi ngừng bạo loạn. Bộ Tư pháp đang cân nhắc xem đây có phải là tội phạm hay không, nhưng về nguyên tắc, về tính cách, thì Trump đã chứng tỏ mình không xứng đáng trở lại vị trí lãnh đạo của đất nước này. Quý vị cứ, cứ nghĩ đi nha, đây là ý kiến của hai tờ báo ủng hộ Trump suốt mấy năm qua rất là mạnh, mà nay họ đã có ý kiến chống lại Trump như vậy. Thì qua những sự thật mà chúng ta biết rõ về Trump, thì ông ta hoàn toàn không quan tâm gì về đất nước, về con người, về dân dân chúng và đặc biệt là ý nghĩa của, của nền dân chủ. Những gì mà ông quan tâm là quyền lực của chức tổng thống và chỉ là tiền và tiền. Quý vị cứ đơn giản nghĩ như thế này nào. Một cựu tổng thống khi về hưu thì họ lặng lẽ, họ ngồi viết sách về những thành tựu cũng như những khó khăn trong cái nhiệm kỳ của mình. Rồi sau đó họ ký giao kèo với nhà xuất bản. Họ kiếm được bao, được bao nhiêu tiền? Cùng lắm là vài triệu đô la. Rồi họ đi diễn thuyết hết nơi này đến nơi khác. Một buổi diễn thuyết nhiều lắm, vài trăm ngàn và có thể một hai triệu. Một lần đó, và một năm thì họ đi bao nhiêu lần, nhưng đó là công việc của một tổng thống có tri thức và có tư cách đạo đức. Còn đối với một tổng thống mà mở mắt ra chỉ thấy tiền và tiền, thì thì ông ta sẽ nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để kiếm chác đúng không? Còn gì sung sướng hơn khi vừa được đi nói láo, vừa chửi tổng thống đương nhiệm sướng cái miệng, vừa được đám thần dân hô hào ủng hộ điên cuồng mà sướng nhất là tiền họ cúng cho ông từ vài đồng của dân nghèo đến vài trăm nghìn của dân khá giả. Quý vị nghĩ coi chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày Trump thất cử, từ ngày Trump thất cử và những lời tuyên bố láo léo về gây quỹ để ngăn chặn Biden đánh cắp cái ghế tổng thống, Trump đã quyên được 250 triệu một số tiền không hề nhỏ. Những mưu mẹo của Trump xoay quanh chuyện ra tái ứng cử cũng chỉ vì tiền. Bây giờ lại thêm chuyện ông nghĩ là sẽ tránh được chuyện bị truy tố. Thì cái tin tức về Trump mà bị truy tố đó thì sẽ là, là lý do chính đáng thêm cho Trump để kiếm chắc nữa. Đằng nào Trump cũng có lợi. Mà. Một cái đầu óc bệnh hoạn mà lại tham lam thì cái đất nước này cứ tha hồ mà khốn khổ nếu Trump đắc cử một lần nữa nhiệm kỳ đầu trump còn nương tay để mong ra tái tranh cử còn lần nhiệm kỳ thứ hai này mà thì trump sẽ không tha đâu ông ta tha hồ kiếm chác và tha hồ phá tan cái đất nước này kính thưa quý vị đó là bài viết và bài nhận định link của các bài viết sẽ luôn được kèm theo video này xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật bình yên